Tâm Phương xin được mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương mục Sống Vui, Sống Khỏe của chương trình Thành Phố hôm nay với rất nhiều những thông tin đáng quan tâm ở những lĩnh vực khác nhau. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt dự án đầu tư hệ thống vé điện tử thông minh trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Dự án này có tổng mức đầu tư gần 263 tỷ đồng do liên danh Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn và Công ty Hệ thống Thông tin FPT thực hiện bằng hình thức đối tác công tư, hợp đồng POO, xây dựng, sở hữu, kinh doanh. Vé xe buýt điện tử cũng giúp cho cơ quan quản lý thu thập đầy đủ và chính xác các nhu cầu đi lại của người dân bằng xe buýt, từ đó có thể phân tích, quy hoạch mạng lưới tuyến và kiểm soát trợ giá hiệu quả. Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân tại khu vực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, giao lãnh đạo Bệnh viện An Bình lập dự án cải tạo, nâng cấp bệnh viện lên chuẩn hạng 1. Sở Y tế được giao thực hiện quy hoạch lại tổng thể mặt bằng, trong đó cần phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn. Đến năm 2018 đầu tư xây dựng 200 giường theo phương thức xã hội hóa. Giai đoạn 2018-2020 xây dựng lại 300 giường từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Sở Văn hóa Thể thao Liên đoàn Bóng rổ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với lại Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn Giải trí và Quảng bá Thể thao Sài Gòn tổ chức giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 4 năm 2016 tại nhà thi đấu CIS Trường Quốc tế Canada, số 86 đường số 23 phường Tân Phú, quận 7. Tham dự giải gồm các đội bóng rổ nhà nghề các nước Singapore, Thái Lan, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sống Vui Sống Khỏe kỳ này. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình Thành phố hôm nay.